Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi bài giảng về X-Design cùng với Solid & Soft. Và trong cái bài ngày hôm nay thì mình sẽ trình bày cho các bạn về những cái lệnh cơ bản trong môi trường Sketch. Thì để bắt đầu làm việc với môi trường Sketch thì chúng ta sẽ phải lựa chọn một cái mặt phẳng tham chiếu. Thì các bạn ở đây, các bạn có thể lựa chọn là mặt phẳng XY. Thì sau khi click chuột trái vào mặt phẳng XY thì chúng ta sẽ lựa chọn cái biểu tượng là Create or Edit Sketch. Thì đồng thời ở dưới thanh toolbar thì mình sẽ chọn vào cái tab Sketch. Thì ở đây thì chương trình đã chọn sẵn cho mình rồi. Khi mà mình click vào cái biểu tượng mà Create or Edit Sketch, thì đối với những bạn nào còn chưa biết về những chức năng cơ bản của thanh toolbar là gì thì hãy xem lại cái bài giảng về giao diện của mình ở bài trước. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài giảng ngày hôm nay. Thì đầu tiên mình sẽ nói về những cái biểu tượng mà các bạn có thể thấy ở cái góc phía trên màn hình để sẽ thuận tiện cho chúng ta hơn sau cái quá trình thao tác. Thì cái biểu tượng đầu tiên là cái biểu tượng mà chúng ta mình vừa mới nói, đó là biểu tượng Create or Edit Sketch. Thì đối với cái biểu tượng này sẽ cho chúng ta cái thông tin là chúng ta đang làm việc ở trong cái môi trường, đó là môi trường Sketch. Tiếp theo là biểu tượng Snapping. Thì đối với biểu tượng Snapping này là cái biểu tượng mà cho chúng ta biết là cái chế độ truy bắt điểm tự động của chúng ta đang bật hay tắt. Thì khi mà chúng ta thấy nó như thế này, như là nó đang on, khi mà chúng ta muốn tắt thì chúng ta có thể kích chuột trái vào. Thì đây giờ mình sẽ bật lại. Tiếp theo là cái biểu tượng gọi là Cancel Sketch. Thì đối với cái biểu tượng Cancel Sketch này, thì nếu như chúng ta click vào nó thì cái sketch mà chúng ta vừa đang thao tác sẽ xóa hết, và đồng thời chúng ta sẽ thoát khỏi cái môi trường sketch. Thì nếu như một số bạn nào mà lỡ mình mà nhấn vào phải cái biểu tượng này mà muốn quay trở lại, thì chúng ta có thể vào tab Standard này và chúng ta có thể nhấn vào Undo. Thì các bạn có thể thấy nó khá là bất tiện khi mà chúng ta sẽ dùng cái undo này rất là nhiều trong cái quá trình thiết kế của mình. Thì để mà cái undo này luôn hiển thị cùng với chúng ta thì các bạn có thể click đúp vào tab Standard này để ghim nó vào. Và tiếp theo là click sang cái tab Sketch, thì các bạn có thể thấy những cái câu lệnh của tab Standard và tab Sketch sẽ đồng thời hiển thị cùng một lúc trên màn hình của chúng ta để có thể hỗ trợ chúng ta nhiều trong cái quá trình mà chúng ta thiết kế. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá từng cái lệnh khác nhau trong cái môi trường Sketch này. Thì mình nghĩ là cái lệnh đầu tiên đấy là cái lệnh Line. Lệnh Line là gì? Thì mình nghĩ là tất cả mọi người ở đây chắc là những người mà đang học thiết kế thì đã từng sử dụng những cái chương trình thiết kế khác nhau, dù là 2D hay là 3D. Thì cái lệnh Line là cái lệnh đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu, đúng không ạ? Thì cái lệnh Line là cái lệnh dùng để vẽ đường thẳng. Thì đối với một cái đường thẳng thì chúng được định nghĩa bởi hai điểm là điểm đầu tiên và điểm kết thúc. Thì ở đây X-Design cũng không phải là ngoại lệ. Thì đầu tiên để vẽ một cái đường thẳng thì mình sẽ click chuột trái vào biểu tượng là lệnh Line. Sau đấy mình sẽ chọn một cái điểm đầu tiên rồi và cái điểm kết thúc. Thì và nếu như các bạn muốn thoát khỏi cái lệnh Line này thì các bạn có thể nhấn chuột trái vào cái biểu tượng Line này, hoặc là mình sẽ ấn là ESC trên màn hình của mình để kết thúc cái lệnh Line này. Thì ở đây mình sẽ vẽ thêm hai cái lệnh Line nữa để minh họa cho các bạn một số cái ràng buộc giữa các đường thẳng, cũng như là những cái đường thẳng hay đường tròn hay rất là nhiều thứ khác nhau mà chúng ta sẽ dùng sau này để mà có thể tạo những cái mối liên kết cho bản vẽ của mình. Thì đây mình sẽ tiếp tục click vào biểu tượng Line, tiếp đến chọn cái điểm này, đó mình đang ấn chế độ bắt điểm tự động, và có thể thấy này, nó có hiển thị. Còn nếu mình tắt thì nó sẽ không có thấy, đúng không? Rồi mình sẽ bật lại và tiếp đến mình sẽ chọn điểm tạo một đường thẳng tiếp và một đường thẳng tiếp. Rồi mình sẽ nhấn ESC để thoát cái line. Thì bây giờ giả sử như mình muốn cái đường thẳng này là nằm ngang đi, thì mình sẽ ấn chuột trái vào cái biểu tượng này và nó sẽ đây là, thì thực ra là nó đã ở cái chế độ horizontal rồi, tuy nhiên là mình sẽ thế thì mình sẽ dùng cái lệnh này cho cái ràng buộc này cho cái đường thẳng phía trên đi. Rồi mình sẽ cất chuột trái vào đây, mình sẽ lựa chọn là horizontal thì nó đã được định nghĩa là nó sẽ nằm ngang. Tiếp đến thì cái đường thẳng này mình muốn nó là đường
nằm dọc đi, thì mình có thể click vào đây thì nó đã horizontal rồi, tại vì lúc nãy mình vẽ nó hơi là đặc biệt quá. Còn nếu không thì các bạn sẽ có giống như cái đường thẳng vừa rồi thì nó sẽ hiện lên những cái tùy chọn cho chúng ta để chọn vào. Và bây giờ mình sẽ muốn cái đường thẳng này này, và đường thẳng này sẽ có độ dài bằng nhau và song song với nhau, thì mình sẽ click vào cái đường thẳng này, cùng đó là sẽ nhấn Ctrl giữ, rồi nhấn vào cái đường thẳng thứ hai đó, và chúng ta thả cái nút Ctrl ra thì nó sẽ có rất là nhiều cái tùy chọn khác nhau cho mình. Thì ở đây mình sẽ chọn này parallel, nghĩa là song song. Tiếp đến là mình sẽ chọn bằng nhau, equal. Rồi nếu như các bạn mà muốn chuyển thành những cái đường này thành đường collinear này, hay là những cái đường này thành cái đường construction, là những cái đường thẳng gọi là đường tâm đó, thì mình có thể nhấn vào đây. Đây, giả sử mình nhấn vào đây rồi thì các bạn có thể thấy rất là thú vị ạ. Rồi có một cái điều mà khá là thú vị ở trong XDesign là nếu như các bạn muốn vẽ một cái đường cong tham chiếu từ một cái đường thẳng, thì mình có thể click vào cái đường thẳng này. Giả sử ở đây mình sẽ chọn cái đường thẳng bên trái, mình click vào, rồi tiếp đến các bạn thấy sổ ra cho mình có rất là nhiều tùy chọn là General, rồi thì các bạn ấn vào Edit Entity thì các bạn có thể chuyển thành đường cong này, hay đường Ellipse này, hay đường SP-Line. Thì ở đây mình sẽ ví dụ thôi. Và các bạn muốn khám phá thì hãy test thử cái phần mềm của mình, tại vì cái phần mềm là miễn phí, không có lo phần mềm hư, các bạn cứ thoải mái mà test. Ok, và đây các bạn có thể thấy ạ. Rồi mình có thể điều chỉnh này, kéo ra ngoài hoặc kéo ra trong. Đó, thì khá là hay, mình nghĩ cái đây là một cái tính năng khá là hay và mới mẻ. Ngoài ra thì có một số cái tính năng đặc biệt nữa, là giả sử như bạn muốn nhất muốn cái đường thẳng này nó sẽ nổi bật hơn, thì chúng ta có thể nhấp nó và nó sẽ hiện lên cái biểu tượng. Mình sẽ chọn vào cái Make Objective thì nó sẽ nổi bật hơn, nghĩa là cái đường thẳng này sẽ được in đậm hơn để chúng ta có thể highlight. Thì đối với một số các bạn thao tác trong cái môi trường 2D này, thì muốn những cái người đồng nghiệp của chúng ta có thể hiểu được cái cách chúng ta đang trình bày là ok, những cái đường nào thì chúng ta đang highlight, muốn highlight, còn một số cái lớp mà chúng ta muốn nó mảnh hơn thì chúng ta có thể dùng cái lệnh này để mà có thể thao tác. Rồi, thì đây là cách mà chúng ta thực hiện để vẽ một cái đường thẳng, cũng như là tạo một số cái ràng buộc giữa các đường thẳng với nhau, hay là chúng ta có thể tạo giữa đường thẳng với đường cong bằng cách là tangent hay các thứ, thì mình sẽ nói dần với những cái lệnh tiếp theo. Thì bây giờ mình sẽ undo đi, lại đi, để mình hướng dẫn các bạn ở cái lệnh vẽ hình chữ nhật tiếp theo nha, để cho nó sẽ gọn gàng hơn. Rồi, và bây giờ mình sẽ click vào Rectangle. Thì ở đây mình thấy có 5 cái cách mà chúng ta có thể tạo được một cái hình chữ nhật. Thì mình thấy hai cái cách đầu tiên này sẽ là cái cách mà chúng ta tạo những cái hình chữ nhật theo hướng nằm ngang. Còn ba cái hình cuối thì là tạo hình chữ nhật theo cái hướng nằm chéo, nằm xiên đó. Thì và cái lệnh cuối cùng chúng ta có thể tạo được những cái hình như là dạng hình đặc biệt, là hình thoi hay là hình bình hành. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh lần lượt theo từng cái lệnh khác nhau. Thì đầu tiên mình sẽ chọn vào cái lệnh cơ bản nhất, đó là Rectangle. Thì mình sẽ click vào đây, rồi mình sẽ chọn một cái điểm bất kỳ. Ở đây thì mình sẽ chọn cái đường tâm cho dễ thao tác. Rồi chúng ta thả chuột ra kéo, và khi mà chúng ta xác định cái điểm mà chúng ta muốn, khi mà chúng ta có thể thấy được ở trên cái màn hình này, thì thực ra là cái điểm mà mình chọn, cái điểm tiếp theo là cái đỉnh đối diện với cái đỉnh mà chúng ta đã chọn. Thì ở đây mình sẽ chọn trùng với cái đường thẳng này, nhìn cho dễ nhìn. Rồi, và mình click chuột một lần nữa và thả ra, thì các bạn có thể thấy là cái hình chữ nhật của chúng ta vừa mới được tạo ra. Tiếp đến là cái lệnh vẽ hình chữ nhật thứ hai, là vẽ từ tâm, center rectangle. Thì đó là các bạn có thể hiểu là vẽ từ cái tâm ra, chứ cái lệnh vừa rồi, cái lệnh rectangle bình thường thì chúng ta sẽ vẽ từ một cái đỉnh bất kỳ. Rồi mình sẽ test cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ mình sẽ chọn cái điểm đầu tiên, click chuột trái vào. Rồi chúng ta sẽ thấy nó sẽ vẽ từ tâm ra. Đấy, chúng ta có thể thấy. Rồi mình sẽ chọn cái điểm tiếp theo, khi mà mình thấy đúng cái mục đích của mình, đúng cái vị trí mình mong muốn, thì mình sẽ click chuột trái một lần nữa để kết thúc.
Tiếp đến là chúng ta sẽ vẽ bằng lệnh 3 point corner rectangle, là vẽ cái hình chữ nhật từ 3 điểm. Và đây là một cái cách mà chúng ta để vẽ cái hình chữ nhật theo cái hướng xiên mà mình đã nói từ trước ấy. Rồi mình sẽ click vào, tiếp đầu tiên mình sẽ chọn một cái điểm bất kỳ, sau đấy sẽ chọn một cái điểm dọc theo cái đường thẳng. Rồi tiếp đến là mình chọn một cái điểm cuối cùng, thì chúng ta sẽ vẽ, cũng sẽ vẽ được một cái hình chữ nhật theo một cái cách khác nhau. Thì tùy vào những cái hình 2D mà cái chi tiết mà chúng ta thiết kế thì chúng ta có thể sử dụng linh hoạt giữa những cái lệnh này. Rồi cái cách thứ tư nữa là sẽ vẫn vẽ một cái hình chữ nhật theo hướng xiên, tuy nhiên cái ba cái điểm này nó sẽ khác với cái cách ba cái lựa chọn cái điểm ở hình ở cái lệnh vừa trên đấy, là nó sẽ có cái lệnh từ ở tâm nữa. Đó, thì mình sẽ click vào đây, rồi mình sẽ click đây là tâm này, rồi tiếp theo là một điểm, và cuối cùng mình chọn một điểm nữa. Đó, thì chúng ta có thêm một cái hình chữ nhật nữa. Thì để cho gọn màn hình nữa, trên mình sẽ undo các bạn nhé. Rồi, và để cái hình cuối cùng này thì chúng ta sẽ chọn là parallelogram. Mình cũng không biết đọc cái từ này làm sao cho chuẩn nữa. Rồi, mình sẽ chọn vào đây. Rồi, mình sẽ chọn một điểm. Mình sẽ chọn điểm thứ hai. Rồi, điểm thứ ba này, các bạn có thể thấy này, mình sẽ rất là linh động trong cái việc điều chỉnh, mình có thể xoay để chọn cái điểm mà mình muốn. Rồi, đó, thì bây giờ mình muốn cái hình bình hành này thành hình thoi đi, thì các bạn cũng biết rồi, thì hình bình hành để trở thành hình thoi thì hai cái cạnh liền kề nhau nó sẽ phải là bằng nhau. Thì mình sẽ chọn vào cái đường thẳng này, nhấn Ctrl, chọn rồi cái cạnh kia nữa, và mình sẽ chọn là ràng buộc là bằng nhau. Đấy, thì chúng ta sẽ được một cái hình bình hành. Đó, thì mình vừa hướng dẫn các bạn xong cái cách vẽ một cái hình chữ nhật ở trên XDesign. Mình sẽ undo đi để hướng dẫn các bạn một cái lệnh tiếp. Mình sẽ quay lại đây, mình có thể undo này hoặc là redo. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ cái đường cong, thì là tangent arc. Thì đây mình sẽ chọn, đây là đầu tiên thì mình sẽ lựa chọn cái lệnh đó là 3 point arc, thì là mình sẽ vẽ được một cái đường cong giữa trên cái ba điểm là mình sẽ chọn. Rồi mình sẽ click vào đây, đầu tiên mình sẽ chọn cái điểm của bắt đầu cái đường cong, tiếp đến mình sẽ chọn điểm kết thúc đường cong, và mình sẽ chọn cái điểm giữa. Thì tùy vào mình có thể di chuyển như con chuột này để có thể nhìn thấy cái đường cong mà mình mong muốn, có cái độ cái bán kính lớn hay nhỏ khác nhau, đó tùy vào cái mục đích của mình. Thì đây mình sẽ click chuột vào và mình đã hoàn thành một cái đường cong từ 3 điểm khác nhau bất kỳ. Thì bây giờ mình sẽ tiếp theo mình sẽ dùng cái lệnh đó là central arc. Thì các bạn có thể đoán được đấy là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục là từ 3 điểm, tuy nhiên 3 điểm này sẽ có một cái điểm là bắt đầu từ cái tâm của nó. Rồi thì ở đây mình sẽ chọn cái tâm là ở đây đi, là cái góc tọa độ đi. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn điểm bắt đầu, sau đó mình sẽ lựa chọn điểm kết thúc. Mình có thể xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc là chiều ngược kim đồng hồ, thì tùy vào mục đích thiết kế của các bạn nhé, mình có thể làm. Rồi mình sẽ lựa chọn điểm này để kết thúc. Rồi và mình đã được một cái đường cong dựa trên 3 điểm khác nhau, và trong đó có một điểm là bắt đầu từ điểm tâm của đường cong. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cái lệnh còn lại. Và mình thấy ở đây là cái lệnh tangent arc, nghĩa là cái đường cong này sẽ tangent, nghĩa là sẽ tiếp tuyến với một cái đường thẳng cho trước. Thì ở đây mình sẽ undo để xóa bớt hai cái đường cung, và mình sẽ vẽ một cái đường line trước. Để từ cái đường line này mình sẽ sẽ vẽ một cái đường cong mà nó sẽ tangent với cái đường thẳng này, đường line này. Ok, mình sẽ click vào đường line này, sau đó này mình sẽ kéo, mình điều chỉnh. Đấy, các bạn có thể thấy không, rất là dễ dàng. Rồi mình sẽ chọn cái điểm kết thúc, mình sẽ chọn đây luôn, nhìn cho nó đẹp một xíu. Rồi đấy là xong, chúng ta đã tìm hiểu xong cái lệnh vẽ một cái đường cong ở trên XDesign.
với những cái tùy chọn khác nhau. Bây giờ mình sẽ undo lại và thực hiện cái hướng dẫn các bạn cái lệnh tiếp theo, đó là lệnh vẽ cái đường tròn. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn, đó là vẽ đường central line, center circle, đó là vẽ cái đường tròn bắt đầu từ cái tâm của nó. Thì ở đây mình sẽ chọn cái tâm là bán kính luôn, là cái góc tọa độ luôn nha các bạn. Rồi đây mình đã vẽ một được một cái đường hình tròn. Tiếp theo mình sẽ thực hiện cái lệnh tiếp theo, đó là 3-point circle. Rồi mình sẽ click vào đây, mình sẽ chọn cái đường tròn bé bé ở đây thôi, một điểm này, hai điểm này, đó đó đó, ba điểm khác nhau nha. Rồi chúng ta đã được hai cái đường tròn, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái ràng buộc giữa cái đường tròn với đường tròn này. Thì ở đây mình sẽ muốn bây giờ mình sẽ đo đi, mình sẽ đo cho cái đường tròn này là bao nhiêu đây ta. Ồ, khá là lớn, mình cho là 600 đi, 600mm. Rồi, đường tròn này tiếp theo thì mình sẽ cho đường tròn này là 350 nhé, 350. Và các bạn có thể thấy này, sự khác biệt là gì? Là cái đường tròn có lớn hơn là nó đã được định nghĩa kích thước đã màu đen và chúng ta không có thể di chuyển được nó. Này mình sẽ click này, giữ này, và di chuyển này, không có thể làm gì. Tuy nhiên đối với hình tròn là bé hơn thì chúng ta có thể di chuyển được nha mọi người, tại vì nó vẫn chưa được định nghĩa đâu. Mọi người thấy không, mình kéo là nó đã di chuyển rồi, tại vì nên là nó vẫn đang là màu xanh. Thì các bạn lưu ý khi mà chúng ta vẽ thì chúng ta nên là phải ràng buộc đầy đủ kích thước vị trí để nó có thể để sau này dễ dàng hơn khi chúng ta quản lý đó. Tại vì không thì cái kích thước của mình nó sẽ bị nhảy rất là khác nhau, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thiết kế của mình. Thì ở đây mình muốn ràng buộc là cái đường thẳng, đường tròn này sẽ tiếp xúc với cái đường tròn này tiếp tuyến đó. Thì bây giờ mình sẽ click vào cái đường tròn này này, rồi mình sẽ giữ control, rồi mình click vào cái đường tròn nhỏ, rồi mình thải control ra. Ok, xin lỗi các bạn, mình sẽ chọn lại. Rồi các bạn có thể thấy này, biểu tượng này, đây là mình sẽ chọn tangent đi đó. Rồi thì mình sẽ thấy được cái đường tròn này nó đã tiếp, từ hai đường tròn này nó đã tiếp truyền với nhau, và mình có thể cầm cái đường tròn này mình kéo các bạn này, nó sẽ quỹ đạo nó sẽ chạy quanh cái đường tròn lớn. Và bây giờ mình muốn ràng buộc thêm nó nữa thì mình có thể vẽ thêm một cái đường thẳng đi, một đường line đi ở đây, rồi nối vào hai cái tâm của nó. Rồi và bây giờ mình sẽ vẽ thêm một cái đường line nữa. Ok, mình vẽ như này đi. Thì đối với đường line này mình sẽ ràng buộc nó sẽ nằm ngang nhé các bạn. Rồi mình sẽ chọn vào horizontal. Rồi và bây giờ mình sẽ đo cho cái góc này nó hợp với cái mặt đường ngang, một góc là 20 đi nha. Rồi các bạn có thể thấy bây giờ cái đường tròn nhỏ của chúng ta cũng như là đường tròn lớn đã được định nghĩa xong. Và bây giờ mình sẽ cho cái đường nằm ngang này sẽ là đường construction đi. Ok, mình sẽ thoát ra khỏi chế độ đo kích thước. Rồi và mình sẽ chọn này, chuyển sang construction. Và các bạn thấy tiếp theo thì mình sẽ muốn vẽ một cái đường tròn nữa, dùng cái lệnh center line đi. Thì mình muốn cái đường thẳng và đường tròn này nó sẽ tiếp xúc với hai cái đường tròn còn lại. Thì mình sẽ click chọn đường tròn này và đường tròn này, rồi thả ra thì chọn tiếp tuyến. Tiếp tục chúng ta lại chọn đường tròn này, tiếp tuyến với đường tròn này. Ok, rồi chúng ta đã thấy là đường tròn này nó sẽ tiếp xúc với hai cái đường tiếp tuyến với hai đường tròn này. Và bây giờ mình sẽ vẽ thêm một đường tròn nữa để cho các bạn biết những cái lệnh ràng buộc cơ bản mà chúng ta sẽ dùng rất là nhiều sau này. Rồi mình sẽ lựa cho hai đường tròn này đồng tâm đi nhá. Ok, click vào đường tròn này, nhấn control giữ, thả ra, chọn concentric. Rồi đó, thì các bạn có thể thấy đây là một số cái cách mà chúng ta ràng buộc giữa đường tròn này cũng như là đường thẳng này
ở giữa đường tròn với đường thẳng khác nhau thì chúng ta có thể áp dụng linh hoạt. Giả sử chúng ta muốn một cái đường thẳng mà tiếp tuyến với một cái đường tròn thì chúng ta cũng làm tương tự thôi, sẽ nhấn vào cái đường thẳng, đường tròn đó, giữ control rồi nhấn thêm cái một cái đường thẳng hay đường tròn còn lại mà chúng ta muốn tạo một cái liên kết rồi thả ra, và nó phần mềm sẽ giúp chúng ta có những cái option mà chúng ta có thể tùy chọn vào đó. Rồi bây giờ mình sẽ undo đi và chúng ta cùng nhau bước đến cái lệnh tiếp theo. Rồi thì chúng ta sẽ đến với cái lệnh đó là vẽ ellipse. Thì cái lệnh này thì nó cũng đơn giản thôi, rất là nhanh gọn và cũng chỉ có một tùy chọn thôi. Đầu tiên thì mình sẽ chọn một điểm, sau đó mình sẽ chọn một điểm tiếp theo, thì tùy vào cái cách nhé. Có thể các bạn chọn đây là bán kính lớn hay bán kính bé thì tùy, thì cái tùy vào cái ý đồ mục đích của các bạn. Thì ở đây mình sẽ chọn cái phương ngang là cái đường bán kính lớn này, thì mình sẽ chọn vào đây là chọn được 2 điểm. Và chúng ta sẽ chọn cái điểm tiếp theo thì đây mình sẽ chọn cái điểm ở đây chẳng hạn, thì là cái đường bé. Thì nếu các bạn muốn ở đây đường kính lớn hay không thì tùy đó, có thể để điều chỉnh rất là linh hoạt đó. Rồi mình sẽ chọn đây. Rồi chúng ta đã vẽ được một cái hình ellipse rất là đơn giản, rất là nhanh gọn. Rồi mình lại tiếp tục undo nó đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến được cái lệnh là polygon. Thì thực tế cái lệnh polygon này chúng ta cũng có thể dùng rất là đa dạng nhá. Chúng ta có thể vẽ một hình tam giác này, tứ giác này, lục giác vân vân, rất là nhiều cách khác nhau. Thì đây khi mà chúng ta click vào cái lệnh này thì nó sẽ hiện lên một cái bảng tùy chọn cho chúng ta, có thể là cái số lượng cạnh này, có thể 7 này hay là 6 này. Bây giờ mình sẽ vẽ một hình tam giác nha các bạn, cho 3 thôi đó. Và sau đấy chúng và cái đường và cái hình đa giác này sẽ là hai lựa chọn, một là nó sẽ nằm nội ngoại tiếp một cái đường tròn, và hai là nó sẽ nằm ngoại tiếp một cái đường tròn. Thì ở đây mình sẽ thử nhá, ở đây mình sẽ chọn là ngoại tiếp một cái đường tròn. Rồi mình sẽ click vào đây, tâm. Rồi mình sẽ kéo ra, các bạn có thể thấy đó, chúng ta có được một hình rất là nhanh gọn. Tiếp đến mình sẽ thử tiếp là 6 cạnh đi, lục giác đi, và nó sẽ làm nối tiếp một đường tròn. Mình sẽ bật cũng tương tự, mình sẽ click vào cái điểm giữa và kéo ra. Thì mình có thể xoay này, các bạn có thể tùy chọn theo cái mục đích thiết kế của mình mà chúng ta có thể dừng lại ở điểm nào. Ở đây mình sẽ dừng lại ở đây đi. Ok, cho nó đối xứng một xíu thì chi tiết của chúng ta sẽ đẹp hơn. Rồi thì đó là cái lệnh về cái lệnh vẽ đa giác. Rồi mình lại tiếp tục undo đi cho nó gọn cái không gian làm việc của mình để đỡ rối mắt cho các bạn. Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ cái đường SP line. SP line thì chúng ta sẽ nhấn này vào cái biểu tượng SP line, sau đấy vẽ một điểm này hay là 2 điểm, 3 điểm thì tùy vào cái đường SP line mà các bạn muốn vẽ thôi. Đó, mình kết thúc vào bất kỳ lệnh nào thì chúng ta có thể ấn vào cái biểu tượng đó. Mình xin lỗi các bạn nhé, mình bị nhầm một xíu. Thì ở đây thì chúng ta vẫn có thể là kết ấn vào EC này hoặc là nhấn vào đây thì cũng được đấy. Nhưng mà tại vì ở đây thì mình đã nhấn nhầm á. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khi vẽ là vẽ slot ấy. Bây giờ chúng ta có cũng khá là nhiều option để vẽ slot ấy. Thì đầu tiên thì mình sẽ đến với cái option là centralized slot. Thì chúng ta sẽ vẽ như sau. Thì điểm đầu tiên chúng ta xác định là cái tâm của cái đường tâm của cái đường cong đường bán kính thứ nhất. Rồi chúng ta tiếp đến là tâm của bán kính thứ hai. Tiếp đến là chúng ta sẽ chọn cái bán kính là bao nhiêu này. Rồi các bạn có thể cho to hay bé tùy các bạn. Đó là cái lệnh slot đầu tiên. Thì lệnh slot thứ hai sẽ là midpoint center slot. Thì là nó sẽ chọn đầu tiên là điểm trung điểm của hai cái đường của trung điểm của hai cái tâm đó. Rồi mình sẽ chọn tiếp theo, cái điểm tiếp theo là của tâm khi đường tâm của một cái cung tròn đó. Rồi cuối cùng là mình sẽ cũng vẫn như ở cái tùy chọn trước là chúng ta sẽ chọn đến cái đường kính bán kính. Rồi chúng ta lại được thêm một slot nữa. Slot thứ 3, tùy chọn thứ 3 là mình sẽ chọn 3 point arc slot, thì sẽ chọn theo cái dạng cong đấy. Thì
cũng khá là hơi tương tự như ở cái dạng về hình chữ nhật, thì chúng ta có hai cái dạng đầu sẽ giúp cho chúng ta vẽ slot dạng thẳng, và hai cái sau sẽ giúp cho chúng ta vẽ slot dạng cong. Rồi thì bây giờ mình sẽ chọn vào đây nha mọi người, 3 point art slot. Rồi mình sẽ chọn một điểm để bắt đầu cái đường cong này, chọn cái điểm thứ hai, rồi chúng ta sẽ điều chỉnh cái điểm ở giữa, thì tùy thuộc vào chúng ta muốn cái bán kính lớn hay là gì đấy thì chúng ta sẽ điều chỉnh khác nhau. Tiếp đến chúng ta sẽ chọn cái điểm thứ ba rồi, và bắt đầu mình sẽ chọn cái độ rộng của cái slot đó, rồi chúng ta click OK. Rồi chúng ta đã xong được một slot tiếp, và đến với cái tùy chọn cuối cùng đó là center arc slot, thì mình sẽ click cũng khá là tương tự, thì đây thì mình lại chọn cái điểm tâm là đầu tiên này các bạn này. Rồi mình sẽ chọn cái điểm bắt đầu cái cung, rồi điểm kết thúc cái cung, và chúng ta muốn và cuối cùng là cái độ rộng của slot đó, và chúng ta click OK và kết thúc. Đấy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cái cách để mà chúng ta tạo những cái slot. Cái chi tiết này thường khá là hay dùng đấy, khi mà chúng ta có thể tạo những cái lỗ then á các bạn. Mình thường hay dùng cái này để vẽ những cái lỗ then đúng không? Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái lệnh như là cái lệnh trim này, hay là lệnh đối xứng này. Thì đầu tiên thì mình sẽ dùng cái lệnh trim đi. Thì mình sẽ vẽ một số đường thẳng cắt nhau. Rồi, đó, thì các bạn có thể thấy bây giờ mình sẽ vẽ một cái hình ngôi sao bất kỳ nào. Rồi mình sẽ click vào phần trim này, trim or extend này. Thì đây là vừa là trim hoặc là có thể extend. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái trim trước đi. Mình sẽ trim đi một số cái đường không mình không mong muốn. Rồi, OK. Đó, các bạn có thể thấy. Rồi thì mình khi mà mình xong, mình click vào đây để hoàn thành của mình cái lệnh trim của mình. Thì bây giờ mình sẽ muốn làm một cái sẽ đối xứng đi. Bây giờ mình sẽ undo, mình sẽ xóa cái hình này đi. Mình sẽ vẽ một cái đường thẳng. Đây. Đường thẳng đây. OK, cho như này đi. Rồi, mình sẽ chọn cái đường thẳng này là vertical. OK. Rồi tiếp đến mình sẽ vẽ một cái đường tròn ở phía bên phải cái đường thẳng này. Tiếp đến mình sẽ đối xứng. OK, mình sẽ click vào cái biểu tượng sketch mirror này. Rồi vì đây mirror plane or plane thì tùy vào các bạn có thể chọn là x y này, y z hay gì đó. Còn ở đây thì mình sẽ chọn cái đường thẳng là đường line đi. Mình sẽ click vào đường line, rồi nó đã chọn là line 10. Tiếp đến là entities on mirror, là những cái gì mà mình muốn mirror qua cái đường line này, thì ở đây mình sẽ chọn là cái đường tròn này đi. OK, các bạn có thể thấy đó đã cho mình xem cái preview á, là chúng ta sẽ chọn, nó sẽ tạo một cái hình tròn đối xứng với cái hình tròn cho trước qua cái đường thẳng là line 10. OK, mình click OK và mình đã hoàn thành. Còn cái lệnh nữa đó là cái lệnh này, thì đấy là cái lệnh bo góc thôi, thì mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn một cách nhanh gọn này. OK, rồi hoàn thành, mình sẽ click vào đây. OK, có hai cách này, chúng ta có thể chọn vào cái góc cần bo này, hoặc là chúng ta có thể click hai đường thẳng tạo nên bo. OK, rồi. Và tiếp tục là một cái lệnh khá là thú vị, đó là split entity này. Khi mà chúng ta chia một cái đường thẳng, chia thành hai cái đường thẳng khác nhau để chúng ta có thể chọn này, hoặc là đường tròn cũng vậy. Thì ở đây mình sẽ thử cái đường thẳng nhé. OK, bây giờ các bạn thử ấn xem nhé, nó sẽ chia làm hai đường rõ rệt này. Đó, các bạn có thể thấy. Thì đây là tất tần tật về những cái lệnh mà chúng ta sẽ dùng rất là nhiều, coi như là cái kiến thức sơ khai để chúng ta có thể dựng những cái mô hình 3D từ những cái feature trong những cái buổi học sau này nhé. Thì trên đây là những cái kiến thức mà mình nghĩ là cô đọng và xúc tích nhất có thể. Thì mình hy vọng qua cái buổi ngày hôm nay thì các bạn có thể nắm rõ những cái cách thức để mà tạo nên một cái sketch, cái bước tiền đề cơ sở để mình có thể tạo được những cái mô hình phức tạp hơn sau này. Thì hy vọng là các bạn sẽ thành, chúc mình chúc các bạn có thể thành công trong cái việc sử dụng cái
công cụ là XDesign trên nền tảng là 3D Experience, và mình hẹn các bạn ở những cái bài học tiếp theo để chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và xây dựng những cái mô hình phức tạp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.